Xin kính chào các anh các chị trong huynh đoàn giáo dân đa minh rất thân mến cách riêng là quý chào quý anh chị đang hoạt động trong việc phục vụ huynh đoàn giáo dân đa minh em là linh mục phêrô phạm duy khánh xin kính chào các anh các chị kính thưa các anh các chị ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài cuối cùng trong chương trình huấn luyện ban phục vụ của huynh đoàn và có người hỏi em rằng là vậy thì trong cái chương trình ban phục vụ như thế vậy thì sau mỗi bài hoặc là sau cái khóa này chúng ta có một cái bài test nào không thì xin thưa rằng là những cái này chúng em có được thiết kế không có cái bài test nào cả cho bằng rằng là chúng em cố gắng giúp cho ban phục vụ của chúng ta có thể thấu hiểu được cái công việc và trách nhiệm của mình cũng như là có những cái nền tảng để ở nơi đấy các anh các chị trong ban phục vụ có thể giúp huynh đoàn của chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về công tác và tông đồ bác ái và giới trẻ em gom hai cái bài này lại với nhau tông đồ bác ái và giới trẻ trong huynh đoàn của chúng ta và để bắt đầu chúng ta hãy xin chúa thánh hóa giờ học của chúng ta với kinh kính mừng Kinh mừng Maria đầy ơn phúc đế chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và giê -xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. AMEN Như cha và con và Thánh Thần. AMEN Kính thưa các anh các chị, Tông Đổ Bác Ái là một trong bốn cột trụ của đời sống huynh đoàn giáo dân đa minh em xin được nhắc lại một trong bốn cột trụ cột trụ thứ nhất đó là đời sống cầu nguyện đời sống phụng vụ cột trụ thứ hai đó là đời sống cộng đoàn cột trụ thứ ba đó là cái môi trường hay là việc học tập của anh chị em của chúng ta và cái cuối cùng đó là tông đồ bác ái và vì vậy, tông đồ bác ái có một cái vai trò rất đặc biệt ở trong đời sống huynh đoàn của chúng ta. Chúng ta vào trong huynh đoàn không phải là chúng ta chỉ ngồi đọc kinh mân côi, chuyện đến tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc kinh mân côi mà chúng ta không nối kết được với cả cái đời sống tông đồ bác ái của chúng ta thì chúng ta tiêu. Đó. Như có nhiều lần em đã thưa rằng là tông đồ bác ái của chúng ta À, đời, gọi là đời sống đa minh của chúng ta cần nó giống như là một cái bàn có bốn cái cột trụ này và bốn cái cột trụ này đó là những cái chân bàn đó nếu một cái bàn được thiết kế cho bốn cái cột trụ bốn cái chân mà nó hỏng đi một chân thì là thua thua cái bàn đấy nó không đứng vững cho nên rằng là ở trong các cái huynh đoàn lớn em nói huynh đoàn lớn thì thường có một cái vị trí trong ban phục vụ của chúng ta đó là ủy viên tông đồ bác ái bởi vì ủy viên tông đồ bác ái có một cái vai trò rất quan trọng trong huynh đoàn nhằm phát triển cái huynh đoàn của chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn trong đời sống tông đồ bác ái và cái người ủy viên tông đồ bác ái này là một cái người mà mình gọi là một cái ơn gọi được tuyển chọn và sai đi để thi hành cái sứ vụ tông đồ bác ái và cái sứ vụ này thì cộng tác với người đoàn trưởng để lo cái mạng tông đồ bác ái do đó phải nhớ rằng là người tông đồ bác ái là người được anh chị em chọn lựa và được đoàn trưởng giao nhiệm vụ cho mình và dĩ nhiên cái trách nhiệm chính ở trong huynh đoàn vẫn là trách nhiệm của đoàn trưởng thế nhưng mà đoàn trưởng trong những cái huynh đoàn lớn quá là nhiều việc cho nên rằng là người ấy không thể lo được cái mảng tông đồ bác ái và anh hoặc là chị ta đã giao cái nhiệm vụ tông đồ bác ái này cho một cái ủy viên tông đồ bác ái. Và phải nhớ nữa rằng là cái người ủy viên tông đồ bác ái này cũng nằm trong ban phục vụ. Thuộc về ban phục vụ, có nghĩa là có cái quyền và bổn phận bỏ phiếu tuyển người vào năm tập và tuyên hứa. Đó. Chứ không phải là họ không thuộc về ban phục vụ. Do đó cái người mà ủy viên tông đồ bác ái này cũng là người mình cũng để ý anh chị em của mình coi xem là đi vào trong huynh đoàn. Ví dụ như là, là huynh đoàn của mình có cái nhiệm vụ gọi là tông đồ bác ái mình hay thường đi thăm viếng kẻ liệt hay là những các cụ trong nơi sinh hôm rồi mình có hàng tháng như vậy. Rồi mình gọi mời gọi những anh chị em có cái khả năng hay là có những cái mà đang trong giai đoạn gọi là dự tuyển hay là tìm hiểu hay là gọi là tuyên hứa đó mình mời gọi anh chị em đi anh chị em mà chả có đi bao giờ chẳng một năm không bao giờ đi bao giờ mà vẫn khỏe mạnh mà vẫn gọi là rảnh rỗi ví dụ như anh chị em bảo là tôi đi làm thì còn có cái lý do ví dụ anh chị em bảo rằng là tôi già cả rồi tôi lái xe không được thì cũng còn có cái lý do đây là nó cứ gọi là bình thường cả thảy nhưng mà không bao giờ mà thấy xuất hiện hay là góp công góp sức gì cho cái việc tông đồ bác ái cả thì qua những cái chuyện đấy mình thấy rằng là à trong bốn cái cột trụ của anh chị em là nó bị khiếm khuyết một cái rồi khiếm khuyết một cái rồi thì trong những cái buổi mà họp để mà bỏ phiếu đó cho những cái ứng viên đó thì người tông đồ bác ái chúng ta cũng cần nêu lên cái ý kiến của mình về anh chị em của mình tuy nhiên rằng là phải lưu ý rằng là trước khi mà chúng ta nêu ý kiến thì nhiều khi chúng ta cũng cần phải nhắc nhở anh chị em về cái bổn phận đó đó thì cũng thưa với anh chị em rằng là bây giờ sắp sửa năm tới anh chị em tuyên hứa rồi thì trong cái những cái cột trụ của chúng ta thì nó có cái cột trụ là uh, tông đồ bác ái thì em cũng mong rằng là chị hay là anh đó cũng tham gia tích cực vào chuyện này thì để cho mai mốt tới cái vấn đề mà xét rồi bỏ phiếu ấy, chúng em có cái cớ để mà nói vào cho anh chị em và cũng để mà thêm lời vào cho cái việc mà anh chị em hướng tới nó được gọi là dễ dàng thoải mái đó thì mình cũng phải nhắc nhở trước anh chị em của mình rồi qua việc nhắc nhở đó mình cũng lắng nghe à anh chị em nó cũng có những cái khúc mắc nó có những cái khó khăn riêng của nó Thì bây giờ mình là người phụ trách về cái mảng Tông đồ bác ái Thì mình cũng lắng nghe để coi xem là những cái điều khúc mắc khó khăn của anh chị em là nó có xác đáng hay không Xác đáng hay không Hoặc là tìm cách hỗ trợ Bảo em mà em không có biết đường chẳng hạn Bây giờ gọi là mỗi một lần mà em giờ em cũng lớn tuổi rồi Nhiều khi là bây giờ mỗi lần mà lái xe đường xa hay gì đấy em không chạy được đó lái xe từ nhà lên nhà thờ thì em lái được chứ còn mà lái xa hơn hoặc là đường lòng vòng lòng vòng bây giờ coi gps em đâu có biết đi cho nên là, là mỗi lần mà anh chị em mà gọi là đọc kinh nhà quàn cho những người qua đời nọ em muốn lắm nhưng mà em không đi được à thì mình nghe như vậy để mình tìm cách hỗ trợ bảo ok chị bây giờ chị cứ lái xe từ nhà chị phạt kinh ở cái phạt kinh nhà thờ đi rồi chúng em sẽ chở chị đi rồi chúng em sẽ trả chị về tới tới chỗ như vậy, rồi chị lái xe về nhà thôi. Đơn giản như thế. Thì đấy, cái người tông đồ bác ái chúng ta phải tinh ý và mình để để ý những cái mà những cái khó khăn cho của của anh chị em của mình. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ của người tông đồ bác ái là gì? Nhiệm vụ của tông đồ bác ái đó là cổ võ và phát triển công tác tông đồ bác ái. Chúng ta được chọn lựa và đặt lên để chúng ta cổ võ và phát triển chuyện này. Cho nên là khi mà trong cái tiến trình của mình, khi mà mình làm việc, chúng ta hãy để ý. Để ý về cái lĩnh vực tông đồ bác ái. Xem xem có những cái hoạt động nào mà huynh đoàn chúng ta có thể thể hiện rõ cái việc tông đồ bác ái của mình. Đó. Và việc tông đồ bác ái nên nhớ là chúng ta không cái chủ đích của chúng ta. Chủ đích của chúng ta đó là những người nghèo những người đau khổ. Đó, những người nghèo, những người đau khổ. Đó. Cho nên là một huynh đoàn không thể gói gọn cái tâm đồ bác ái của mình bằng việc là chúng ta uh, gọi là là, là là em xin lỗi với bằng việc bằng chúng ta bán hàng ở trong giáo xứ nha chúng ta nấu cơm bán hàng trong giáo xứ rồi không thể gói gọn cái việc tông đồ bác ái của mình chỉ bằng cái việc này việc này là việc phụ việc này là việc phụ cái việc quan trọng nhất đó là chúng ta lo lắng cho người nghèo người đau khổ người lạc xa thiên chúa đó. mình đi thăm viếng vì trong đây thì nó 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 sẽ dẫn đến cái chuyện mà bây giờ mình đi thăm viếng người khác thăm viếng người ủy lão người khác đó. thì đấy là cái điều rồi mình đi gọi là gọi là mang tính cách truyền giáo đó nhiều khi là người ta gia đình người ta rối hay là gì đó mình gọi là đến với họ mình nâng đỡ họ đó thì trong này thăm viếng ủy lạo thì nó sẽ dẫn đến là nó có nhiều cái chuyện ví dụ như là một cái điều mà em rất là thích đó. nếu mà gọi là huynh đoàn của chúng ta làm được đó là ví dụ như là về vấn đề mà gọi là viếng xác này cầu nguyện cho họ rồi đi thăm viếng người già, rồi bệnh tật trong các nursing home này, rồi có thể trong nọ này nữa là có thể là có thể là, là làm một cái, cái 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 việc mà tôn vương trong gia đình, đó những cái như thế vậy nó mang tính cách thăm viếng ủy lạo và mang tính cách truyền giáo hơn, đó còn những cái chuyện mà mọi nấu cơm bán hàng cho giáo sứ này kia ấy nó là cái nhỏ cái nhỏ thôi rồi bên cạnh đó mình cũng có thể làm cái việc truyền giáo như giống như mình ấy bằng cái việc mà mình gọi là quét nhà thờ ok những cái chuyện này nó mang tính cách gọi là nó mang tính cách truyền giáo hơn truyền giáo hơn và làm trong tất cả mọi cái công việc nào đó thì chúng ta phải thấy được rằng mình đặt ở trong bối cảnh của giáo sư giữa các hội đoàn với nhau. Cho nên là tránh cái việc tránh ngay cái việc mà gọi là kèn cựa đó, tránh ngay cái việc mà gọi là kèn cựa này, kèn cựa rồi bắt đầu là nói hành nói tỏi, rồi bắt đầu là so bì giữa các hội đoàn với nhau thế này thế khác đó mình không phải là khi mà cái tình trạng ấy xảy ra thì không phải là cái việc của mình là việc bác ái nữa mà là những cái những cái việc nó gọi là do ma quỷ nó xui khiến đó cho nên rằng là cái người gọi là ủy viên tông đồ bác ái chúng ta phải để ý cái chuyện như thế vậy cổ võ việc công đồ bác ái em không nói rằng là cái việc nấu cơm bán hàng hay là này kia của dành cho giáo sứ hàng tuần ấy gì đó là cái việc mà nó xấu không không là xấu nó là tốt nhưng mà so với cả cái việc mà lo lắng cho người nghèo người đau khổ và lạc xa thiên chúa như thế vậy thì cái việc nấu cơm bán hàng này là cái việc thứ yếu thứ yếu rồi Nhá. Cho nên rằng là từng huynh đoàn chúng ta đừng có gói gọn cái sứ mệnh của mình ở trong cái việc này. Đó, cái, cái 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 ý của em là như thế. Cái điều thứ hai đó là cái vấn đề mà nhiệm vụ đó là hy sinh phục vụ. Chúng ta phải khi mà chọn lựa và giao cái công việc gọi là tông đồ bác ái này cho những cái người ủy viên này ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy họ trước tiên là phải họ phải có cái sự hy sinh phục vụ anh không hy sinh phục vụ anh không thể nào lắng nghe được những cái tiếng kêu của những người nghèo khổ của những người nghèo những người đau khổ để anh có thể phục vụ được đó anh phải đi ra cái vùng biên giới và nó tốn nhất là nhiều thời gian để mà anh lo lắng cho họ phải có cái sự dấn thân ở trong cái cuộc đời của mình và cái điều thứ ba đó là nguồn trợ lực và không chỉ rằng là dành riêng cho cái 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 nhiệm vụ này à, nhiệm vụ tông đồ bác ái cái người làm cái việc tông đồ bác ái phải là người khích lệ anh chị em của mình và chỉ cho họ thấy cái ơn của Thiên Chúa xuống trên chúng ta khi chúng ta cố gắng làm những cái chuyện này. Và chỉ cho họ thấy cái ơn đó và nó đi đến một cái hệ quả là Chẳng bao giờ chúng ta làm việc tông đồ bác ái Mà chúng ta không lãnh nhận Cái hồng ân của Chúa Thánh Thần Ban xuống trên chúng ta Để rồi chúng ta nhận ra rằng là Nếu mà chúng ta làm việc tông đồ bác ái Mà chúng ta không cậy dựa vào ơn Chúa Thì cái việc tông đồ bác ái đó Chỉ là những cái tiếng phèn la kêu sàng sàng Đó loáng thoáng một tí rồi thôi rồi chúng ta không tìm thấy cái ý nghĩa trong cái công việc của mình và nếu mà không tìm thấy cái ý nghĩa đó thì nó sẽ dẫn đến cái chỗ kèn cựa cãi cọ tranh danh kèn cựa cãi cọ tranh danh thôi rồi nói xấu nhau thôi đó cho nên rằng là phải là người người tông đồ bác ái phải là người đọc ra đọc ra cái dấu chỉ của thiên chúa đọc ra cái nguồn ân sủng của Thiên Chúa trong từng cái công việc của mình và từ cái việc đọc ra như vậy mình được mời gọi làm những cái chuyện đó và giúp cho anh chị em của chúng ta khi mà làm những cái công việc đó mình cũng thấy ý nghĩa giống như hồi kỳ Đại hội gọi là, là gia đình đám Minh đấy có, cũng có một cái huynh đoàn cũng nói là nhiều khi là cũng mệt mỏi lắm đó huynh đoàn gọi là mong muốn làm việc gọi là bác ái tông đồ mình lau dọn nhà thờ cái nơi phụng tự cái chuyện đấy chuyện tốt lành quá rồi huynh đoàn đấy chịu trách nhiệm lo lắng dọn dẹp cái nhà vệ sinh của giáo sứ chuyện đấy chuyện rất là tốt lành bởi vì mình làm gương cho người khác về cái thái độ phục vụ của mình nhưng mà nếu mà mình không nhận ra cái ơn gọi của mình thì khi mà mình làm mình sẽ chửi <laughs> mình chửi toáng lên bởi vì trong cuộc sống mà trong cái restroom bathroom của chúng ta nhiều người họ gọi là người ta không để ý rồi bắt đầu nhiều khi các cụ già này kia này kia nó tay chân nó lẩn thẩn vào hôm đó nhiều khi lấy cái, cái giấy để mình lau tay là mình cũng vứt lung tung cả vào đấy gọi là nước tiêu nước tiểu nó vãi vung lung tung cả mình vừa làm vừa chửi rất dễ vừa làm vừa chửi nếu mà mình không đọc ra cái ơn của Chúa xuống trên mình. Nếu mà mình không đọc ra cái ý nghĩa của việc phục vụ của mình. Mình chửi toán nó lên. Và mình có cái quyền đấy. Ở đây này nó rõ ràng nó gọi là cái này để đây cái bô rác để đây thì chỉ cần ném vào trong đấy không nhưng mà nó không ném nó cứ vứt lùng tùng cả. Đó. Cho nên rằng là trong cái chuyện này kính thưa các anh các chị, người tông đồ bác ái phải là người giúp cho anh chị em của mình nhìn ra cái nguồn trợ lực của Chúa ở trong cái hoạt động của mình. Rồi phẩm chất của người tông đồ bác ái là gì? Đó dĩ nhiên là nhiệt tình trong công tác bác tông đồ bác ái rồi, rồi phấn đấu cho rồi trình độ của mình đó trình độ bằng cách là, là mình hỏi han những anh chị em huynh đoàn thuộc huynh đoàn khác những cái công việc tông đồ bác ái, rồi uh, mình có thể mình học thêm về cái kỹ năng Ví dụ như là mình đi đến thăm viếng những người liệt lào đau bệnh Ví dụ như vậy Thì mình ví dụ như là mình cũng học cái cách mà phó linh hồn nó ra làm sao Rồi vấn đề mà rửa tội cho những người mà, mà, mà họ chưa rửa tội họ nằm trên giường Họ mong muốn được như thế Trong những cái trường hợp mà emergency khẩn cấp Cái cách thức mình rửa tội như thế nào thì mình phải biết Để rồi mình giúp họ đưa họ vào đạo rồi sau đó thì mình trình lại với cả cha cha xứ nhân đây thì em cũng mở ngoặc để em nói lại chuyện này trong những cái trường hợp khẩn cấp nhé yeah, em nói là khẩn cấp còn trường hợp bình thường thì không nói làm gì mình đi viếng uh, thăm người bệnh rồi mình cũng giúp họ gọi là tin vào Chúa và họ muốn vào đạo thì khi mà mình làm phép rửa cho họ thì có hai cái điều sau đây em xin gọi là các anh các chị chúng ta nhớ. Thứ nhất đó là công thức nói. Thứ hai là vấn đề chất thể hay là vật chất. Công thức đó chính là tôi rửa cho anh, tôi rửa cho chị, nhân danh cha và con và thánh thần. Đọc đúng công thức không hơn không kém. Đó, mình có thể mình có thể mình đặt tên thánh là Maria, Giuse, tôi rửa cho anh, tôi rửa cho chị nhân danh cha và con và thánh thần. Đó rồi và khi mà mình vừa đọc như vậy thì mình đổ nước ở trên chán của họ. Ở chán hay da đầu. Nhưng mà nước ấy phải chạm đến da đầu nhé. Phải chạm đến da đầu. Có người bảo bây giờ người ấy bị bệnh, rồi băng hết cả đầu, bây giờ làm sao cha? <laughs> thì mình lấy cái bông gòn, mình nhúng vào cái nước nhá Chứ không phải nhúng vào cái nước khốc hay là nước dừa không. Nhúng vào nước trắng bình thường thôi. Mình có thể thấm lên da đầu và mình vừa đọc mình vừa nói đó. mình vừa đọc mà mình vừa làm cái chuyện đấy thấm cái chuyện như vậy và khi mà mình làm xong rồi thì cái đó bí tích đó đã thành và khi mà thành như vậy thì chúng ta về chúng ta phải báo với cha xứ để ngài ghi vào sổ cho nó rõ ràng cho họ nhé ghi vào sổ cho nên là đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải học phải để ý trau dồi cái trình độ của mình rồi vấn đề nữa cái kỹ năng ví dụ như mình đến thăm những người bệnh chẳng hạn cái kỹ năng mà mình bắt cái câu chuyện hỏi han họ đó thăm họ cái này thì con cũng gọi là con 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 mở ngoặc thêm thôi con cũng chưa biết là phân biệt đúng sai nhưng mà hồi xưa con còn bé thì có thầy sứ thầy thấy nói là thấy dạy con như vậy thế bảo mai mốt các chú mà mai mốt mà đi làm linh mục ấy thì đi viếng người thăm người bệnh nhất là những người bệnh lâu giờ lâu ngày nên đứng ở bên hông gọi là ở Việt Nam thôi thì bên này chắc có lẽ rằng là nó khác nhưng mà ở Việt Nam những người bệnh lâu năm nằm liệt lâu năm là lâu năm họ nói rằng là đừng có đứng phụ nữ đừng đứng ở dưới chân của họ nam giới đừng đứng ở phía trên đầu của họ bởi vì cái gọi là cái 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 họ nằm lâu năm như thế những cái gọi là cái 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 sự độc ở trong cơ thể mình của họ nó phát tiết ra và mình nếu mà, mà nam giới mình đứng ở phía trên đầu của họ rất dễ mình về mình mình mắc bệnh hoặc là phụ nữ mình đứng ở dưới chân của họ thì rất dễ mắc bệnh nên đứng ở bên hông thôi ở bên cạnh họ thì đấy là một cái 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 ý kiến Cũng chưa có 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 cái dịp mà kiểm chứng đúng sai nhưng mà đấy một vài cái 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 điểm như thế rồi chúng ta khi mà làm chúng ta cần chuyên cần chiêm niệm học hỏi và nắm vững đường hướng của dòng của chúng ta mình làm mình hiểu ý nghĩa và cái ý nghĩa đó được đặt ở trong cái đường hướng của nhà dòng và cụ thể đó là sách luật sống không phải rằng là giống như lúc nãy đó em nói với cả các anh các chị ấy, mình nhìn thấy rằng là cái cái chủ đích của mình đó, đây là những cái đường hướng của nhà dòng mà chúng ta cần phải gọi là phải phải nắm để cứu độ các linh hồn mình làm việc bác ái là để cứu độ các linh hồn chứ không phải là làm việc bác ái để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn hả? Đó, để cứu độ các linh hồn. Thì đây là những cái đường hướng của nhà dòng. Và nếu có cơ hội chúng ta cần phải được huấn luyện một cách chuyên biệt ví dụ như cái kỹ năng đến với những người đau bệnh thì mình đến nói chuyện gì đó chứ còn nếu một cái câu hỏi mà thông thường mà chúng ta vẫn thường đến là những người già à, họ bị cancer một người gọi là ba bốn 4 tuổi bốn chục tuổi gọi là họ bị cancer họ nằm ở đấy họ ngáp ngáp họ chờ chết mình đến là thôi à, vâng theo thánh ý Chúa đi đó. cố gắng chịu đựng vâng theo thánh ý Chúa mình đặt mình trong hoàn cảnh hay không? Cái câu hỏi đó, cái câu nói đó là cái câu mà mình rất là dễ khuyên người khác. Nhưng mà một người ba bốn chục tuổi như thế, họ nằm ở đấy, mình cứ nói vâng theo thánh ý Chúa, Chúa nào họ sẽ nếu mà họ khỏe họ đứng dậy họ tát vào mặt mình, họ nói Chúa nào Chúa ác như thế, hả? Chúa nào Chúa ác như thế, Chúa nào mà Chúa gửi những cái sự ác ôn đến cho con người như thế. Cho nên đấy, mình cần phải để ý để rồi mình đến thăm người ta mình mang lại bình an cho người ta và nhất là mình mang lại cái ơn đức tin cho người ta trong những cái lúc khó khăn. Đừng có nói những cái lời mà nó rất khó nghe. Con có em có nghe thấy một cái người họ đến họ có một đứa con. Nó mới khoảng cỡ mười mấy tuổi đấy, nó bị bệnh. Đó. Bệnh đấy thì cũng không phải là khó chữa. Nhưng mà nó liệt, bệnh nó liệt, người ta đến thăm thằng bé nói với thằng bé bảo thôi chị cũng cầu nguyện nó nếu đẹp làm chúa chúa cất nó về bà mẹ lại chúa tôi, bà mẹ bà buồn quá bà bảo con nói thật với cha chẳng lẽ con đuổi người ấy ra khỏi nhà con họ cũng là bố là mẹ mà họ có những đứa con mà tại sao mà gọi là họ lại nói với con một cái câu như thế đứa bé đấy nó bệnh thì bố mẹ nào ai chẳng đau lòng mà là giống như là mình nói đẹp lòng chúa chúa cất nó về giống như là trù cho nó chết vậy đó cho nên là mình phải để ý trong cái cách gọi là cái, cái 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 kỹ năng của mình rồi phạm vi hoạt động nhiều khi là trong cái cái nhóm của chúng ta chúng ta phải lập cái nhóm tông đồ bác ái ngay như cái chuyện mà đi đọc kinh viếng xác vậy mình biết là những anh chị em nào có khả năng mình gom nó lại, những anh chị em nào có khả năng hay đi, hay hay có cái ơn an ủi những người già cả yếu đau rồi chăm sóc những người già cả, mình gom nó lại thành một cái nhóm, không phải là mình chia bè chị nhóm nhưng mà mình mời gọi họ cộng tác với mình trong những cái chuyện này, rồi mình có thể mình liên kết mở rộng tầm hoạt động với cả các đoàn thể bạn nữa để mình có thể làm những chuyện như thế vậy, đó ví dụ như là một người gọi là uh, khách lạ qua đời ở tại nhà quan chẳng hạn mình có thể không chỉ trong huynh đoàn mình mình cũng biết rằng là bên liên minh thánh tâm bên hội các bà mẹ cũng có những cái thành viên họ cũng rất là mau mắn để đến đọc kinh cầu nguyện cho họ thì mình liên kết với họ bảo chị ơi em biết rằng là nhà quan nó có một cái người mới qua đời họ cũng chả có thân thiết gì chả phải giáo sứ mình thì thôi thì mình đến đó mình viếng xác mình đọc kinh cho họ đó nó cũng là một cái sự an ủi đối với gia đình lắm chứ. Ngay bản thân chúng ta đấy, nếu mà gia đình mình có người qua đời mà, mà gọi là cái nhà mà chẳng có ai cả, hưu quạnh mình buồn lắm chứ. Thì đó, em trên đây thì em cũng thấy là phát thảo một cái một vài cái đường hướng ở, ở trong cái uh, uh, công tác uh, công 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 việc mà tông đồ bác ái của của, của huynh đoàn để rồi anh chị em của chúng ta có những cái cái ý thức trong cái chuyện này. Rồi một cái điều nữa mà em muốn thưa với các anh chị em đó là vấn đề mà giới trẻ trong huynh đoàn, giới trẻ trong huynh đoàn một cái thực tế ở tại vùng Bắc Mỹ của chúng ta. Khi mà nói đến huynh đoàn là người ta chỉ nghĩ đến các cụ thôi. Có nghĩa là các cụ gọi là gần đất xa trời rồi. Trẻ lắm thì cũng từ gọi là 60 tuổi đổ lên. <laughs> Còn già thì không tính. Bởi vì không không biết đâu mà lần. Và trong dòng của chúng ta có một cái phong trào giới trẻ đã minh. Đó, phong trào giới trẻ đã minh và trong cái chuyện này thì nhiều khi là chính trong chúng ta nó gọi là là nó gặp cái trở ngại là là huynh đoàn chúng ta cũng mong muốn phát triển giới trẻ lắm chứ. nhưng mà mình mình nó không phải là gọi là là, là mình kêu gọi mãi mà trẻ rồi nó, nó nó ngồi nói chuyện với các cụ nó không nói được thì bây giờ em chỉ phân biệt ba cái chuyện như thế này. vậy thứ nhất đó là phong trào giới trẻ của mình Nó phải có một cái hoạt động riêng Đó, hoạt động riêng Mình đừng có ép các em ngồi bắt đầu mình đọc kinh thần vụ Rồi bắt đầu nói gọi là như, như mình gọi là đọc kinh 50, kinh mân côi Rồi những cái sinh hoạt như chúng ta Đừng ép các em làm cái chuyện đó Nó phải có một cái hoạt động riêng Mà hoạt động riêng này cũng nằm trên cái luật sống của mình, đặt nền tảng trên cái luật sống của chúng ta. đó. ví dụ như hội họp, đó. ví dụ như là à, em nói ví dụ như là hội họp của chúng, nó phải riêng. ví dụ như là vấn đề mà chia sẻ lời Chúa. ví dụ như là hoạt động tông đồ. rồi ví dụ như là họ picnic đó những cái 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 hoạt động này là những cái hoạt động nó giới trẻ thích rồi vấn đề mà ví dụ như là ca hát chẳng hạn đó giới trẻ thích ca hát rồi trò chơi đó mình phải lôi kéo các em bằng những cái hoạt động mà nó phù hợp với lứa tuổi của các em chứ đừng có ép các em nó gọi là thành các cụ sớm quá làm cho các em nó già sớm quá, già trước tuổi nếu mà chúng ta không lưu ý. Rồi phong trào giới trẻ này phải có một cái người gọi là leader. Leader nó phải trẻ trung. Đó, chứ không phải rằng là, là ít tuổi là chắc chắn rằng là, là ví dụ một người ít tuổi ba bốn chục tuổi ít tuổi nhất trong huynh đoàn này thì trở thành gọi là gọi là, là là leader cho cái cái phong trào này không phải có một người có cái tâm hồn trẻ chung. rồi rồi vấn đề năng động nữa chứ không phải là mình cứ gom vào cứ thấy người trẻ có những người mà gọi là leader trong cái 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 cái, cái giới trẻ này gọi là không bao giờ thấy nở nụ cười với một ai đó thì làm sao mà có thể lôi kéo các em được rồi cái tinh thần nó không có trẻ trung tí nào nghiêm khắc rồi thế này thế nọ không làm sao mà được đó, cho nên rằng là chúng ta phải để ý cái cái người leader này trẻ trung năng động nhưng mà cũng phải rất là tâm linh rồi cùng đó là tâm lý nữa đó con người có chiều sâu nhưng mà cũng rất là tâm lý với các em đó rồi phong trào giới trẻ của chúng ta ngoài cái leader này á chúng ta phải lưu ý đến một cái thứ nữa đó là cái nhóm bạn giới trẻ mà vào á mà nó không có bạn chỉ có hai bữa là đi nó đi nó răng cho nên là trong cái chuyện này á ngay như nhóm bạn thôi nhưng mình mình có thể mình mời một cái cặp uh, gia đình trẻ nào đó vào trong huynh đoàn ok đó nhưng mà ở đây em mở ngoặc một tí giới trẻ đúng mức đó là khoảng cỡ từ 21 tuổi đổ xuống thôi nhưng mà giới trẻ ở bên Bắc Mỹ của mình ấy, mình gọi là trẻ là những người mà dưới 60 tuổi <laughs> dưới 60 tuổi thì gọi là gọi là những cái gọi là 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 là, là, là gọi là, là là, huynh đoàn đa minh trẻ còn ở Việt Nam là từ 16 tuổi cho đến 21 tuổi đó, lên 22 tuổi là lên cái gọi là huynh đoàn trưởng thành rồi Có nơi thì họ gọi là mở rộng ra là dưới 25 tuổi là cho trẻ Còn trên 25 tuổi ấy thì vào cái, cái trưởng thành rồi Thì, nhưng mà cái điều mà em muốn nói ở đây ấy, đó là cái nhóm bạn Mình tóm được cái anh mà anh đầu đàn của một cái nhóm bạn nào đó Mình kéo anh vào Rồi từ qua cái anh, cái chị đầu đàn đó Mình sẽ lôi kéo những người khác đi vào Thì đó nó là cái trẻ của mình. Còn nếu không là chúng ta sẽ thấy là nó rời rạc và nó không có những cái sinh hoạt. Thì tại vì từ cái nhóm bạn này nó đi ra những cái mà chúng ta vừa đề cập đến là trên, đó. nó picnic và hát trò chơi gì đó, nó đi rồi nó hú nhau đi. Đó. Thì qua những cái nhóm bạn như vậy, mình 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 kêu gọi họ. Rồi nó có một cái nữa rằng là nhiều nơi chúng ta cũng cũng hay đề cập đó là cái ngân sách. Đó, ngân sách dành cho các em trẻ từ 16 đến 21 rồi. Chơi với bọn trẻ này chỉ lỗ thôi. Em nói thật với các anh các chị. Trong một huynh đoàn mà có một cái huynh đoàn trẻ, nhất là tại Việt Nam từ 16 đến 21 tuổi chỉ lỗ thôi bởi vì cái nhu cầu lúc thì nó cắm trại, lúc thì nó picnic này kia, bây giờ nó bọn nó cũng không có làm thật gì ra à, tiền ấy cho nên là nhiều huynh đoàn trưởng danh nó bảo nuôi cái huynh đoàn trẻ này là thấy là nó lỗ vốn quá, bởi vì bao nhiêu tiền các cụ đóng mà bây giờ các cụ lại phải chi cho nó để nó đi chơi rồi này thế kia dĩ nhiên mình phải gọi là cân đối, mình phải cân đối có nghĩa là đừng có chi xài quá mức, đó không phải là các cụ hay là những người huynh đoàn trưởng thành là một cái nơi đóng tiền cho bọn bọn trẻ nó tiêu không phải là như thế nó có những cái phần các em phải phân raising cho các em có những cái phần các em phải đóng góp vào có những phần cái hỗ trợ của huynh đoàn trưởng thành cho các em nhưng mà phải biết một điều đó là nếu huynh đoàn của chúng ta đó có cái huynh đoàn đam minh trẻ thì chúng ta sẽ chi phí nó cao dĩ nhiên ở bên bắc mỹ này ấy, nhưng huynh đoàn đa minh trẻ thì họ tự đi làm hết rồi. Họ có tiền rồi họ mới trả bao giờ họ xin huynh đoàn trưởng thành đâu. Là bởi vì họ giàu hơn là các cụ nữa. Thì họ tự lo trong cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà chúng ta cái ý thức rằng là cái việc mà chi xài ở trong huynh đoàn đa minh trẻ nó nhiều hơn là huynh đoàn đa minh trưởng thành. Đó là một cái vài cái điểm mà 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 em cũng gợi lên trong cái huynh đoàn đa minh trẻ để rồi mỗi trong huynh đoàn của chúng ta chúng ta thử suy nghĩ đi thực tế ra rằng là giống như là chúng ta đi ăn phở một cái quán phở nào ngon thì chúng ta về chúng ta mách bảo người khác chúng ta cũng muốn rằng là mọi người đến cái quán phở đấy ăn thưởng thức một lần đấy để cho biết Và biết rồi bắt đầu nghiền luôn thì trong cái vấn đề trẻ này cũng vậy đây là những nếu chúng ta thuộc về dòng đa minh đích thực khi chúng ta tuyên hứa chúng ta thuộc về dòng đa minh đức thực thì cái bổn phận của chúng ta là mở mang cái ơn gọi quảng bá cái linh đạo của cha thánh đa minh để rồi càng nhiều người cộng tác với nhau trở thành anh chị em của chúng ta thì chúng ta cảm cảm thấy rằng là vui mừng bởi vì cái linh đạo đó sống không phải là để chúng ta gọi là tự hào hiểu theo nghĩa là mình so kè dòng ba của dòng này với dòng ba dòng kia nhưng không lại là chúng ta trong hàng ngũ đó có nhiều anh chị em chúng ta cùng đồng tâm nhất trí để mà uh, làm những cái công việc phục vụ Chúa phục vụ giáo hội trong cái ơn gọi đam minh thưa các anh các chị tới đây em xin kết thúc cái bài cái cái chương trình đào tạo uh, ban uh, phục vụ của huynh đoàn giáo dân đam minh và Cảm ơn tất cả các anh các chị uh, trong suốt một cái khóa học vừa qua, uh, gồm khoảng cỡ trên dưới 20 bài chúng ta đã bước đi cùng với nhau và đã các anh chị đã kiên trì với em. Chúng em cũng có nhận được những cái email uh, đề nghị rằng là nếu có thể được trong tương lai mình mở thêm những cái khóa học khác nữa để tìm hiểu thêm những cái uh, đạo lý của giáo hội, những cái huấn quyền của giáo hội uh, thế này thế khác hoặc là đào đào luyện thêm về tinh thần dòng thế này thế nọ thì uh, chúng em sẽ nghiên cứu và cố gắng thì trong cái kế hoạch của chúng em trong cái tương lai gần là chúng em sẽ phổ biến cái và phổ biến lòng sùng kính và yêu mến kinh mân côi và trong chương trình này em cũng xin giới thiệu một cái chương trình kế tiếp đó là cái chương trình mà gọi là chuỗi ngọc vàng kinh đó là chuỗi là, là cái, cái, cái như anh chị em biết rằng là có thể nói rằng kinh mân côi đó là gia sản của dòng đa minh của chúng ta gia sản và trong cái truyền thuyết thì họ nói rằng là đức trinh nữ maria chính đức mẹ đã trao tràng chuỗi mân côi cho thánh đa minh và ủy thác cái việc mà loan truyền lòng sùng kính yêu mến và thực hành việc đọc kinh mân côi cho dòng đa minh do đó em thiết nghĩ rằng là đối với anh chị em của huynh đoàn giáo dân đa minh của chúng ta đây phải là cái gia sản của chúng ta và chúng ta phải quảng bá